từng là thủ môn xuất sắc ở Premier League. Phong độ của David De Gea đang bị đặt dấu hỏi sau tình huống mắc lỗi không đáng có trận thua derby Manchester vừa rồi, và trước đó là trận tứ kết lượt về Champions League trước Barcelona. Liên tục được điền tên vào đội hình tiêu biểu năm do PFA bình chọn trong 4 mùa, De Gea quả rất xứng đáng với biệt danh bức tường một người của hàng thủ Man United, như lời chia sẻ của huyền thoại đội bóng Gary Neville. Tuy vậy, cùng với sự yếu kém và bất ổn nơi hàng phòng ngự trước mặt, bức tường ấy đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Trận đấu với Manchester City không những bộc lộ rõ khoảng cách về trình độ giữa hai đội bóng thời điểm hiện tại, mà còn chỉ ra những điểm yếu lúc này của David De Gea. Gary Neville phần nào đã giảm đi ấn tượng về De Gea khi chứng kiến màn trình diễn không mấy thuyết phục của anh. Bàn thắng mở tỷ số ở góc gần của Bernardo Silva và cú sút của Leroy Sané đã đập vào chân của De Gea trước khi bay vào lưới. Thủ môn người Tây Ban Nha hoàn toàn có thể làm tốt hơn trong cả hai bàn thua này. Chia sẻ với Sky, huyền thoại Gary Neville nói: "Một thủ môn giỏi phải làm được tốt hơn thế, đó đúng là một sai lầm tồi tệ. David De Gea thi đấu rất tuyệt vời cho Man United trong nhiều năm qua, nhưng trong mùa giải này, cậu ấy đã không giữ vững được phong độ. Đôi chân của De Gea đã gây thất vọng, nhưng tình huống phát bóng lên của cậu ấy không còn đủ độ chính xác. Còn ở bàn thua thứ hai, bóng bay thẳng từ chân của Sané đến vị trí của De Gea, nhưng lại đập ống chân của cậu ấy trước khi bay vào lưới. Đây quả thực là một mùa giải khó khăn của David De Gea. Anh phản ứng khá chậm trước cú sút tầm xa của Gylfi Sigurdsson trong trận thua 0-4 trước Everton. Ngoài ra, Gary Neville cũng không bày tỏ sự hài lòng sau bàn thua thứ hai trước Lionel Messi. Tôi đã có mặt ở Camp Nou và chứng kiến bàn thắng đó cùng Messi. Tôi rất bất ngờ khi De Gea lại mắc lỗi như vậy. Và thật không may rằng những sai lầm đang tiếp diễn từng ngày. Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp David De Gea phải đối mặt với những hoài nghi sau mùa giải đầu tiên đầy chật vật trong màu áo Manchester United. Theo thống kê của Opta, De Gea đã mắc 3 lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua ở Premier League mùa này, nhiều hơn mùa giải 21-22 như đã nói, và tất nhiên là nhiều hơn bất kỳ mùa giải nào tại sân Old Trafford của anh. Cũng bởi thành tích gánh team trong thời gian dài của De Gea trong quá khứ mà nhiều người ủng hộ anh vẫn khó miễn cưỡng nhìn nhận về mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Họ luôn bảo vệ thủ thành người Tây Ban Nha, với bằng chứng là những pha cứu thua diệu kỳ trong chiến thắng trước Tottenham ngay tại Wembley. Chỉ cần có vậy, David De Gea vẫn là thủ thành hay nhất Premier League hiện tại. Nhưng nếu nhìn xa hơn, phong độ của David De Gea đã phập phù kể từ sau World Cup 2018 thảm hại. Sai lầm khó hiểu sau cú sút của Cristiano Ronaldo trong trận hòa 3-3 với Bồ Đào Nha mới chỉ là điểm khởi đầu. Dù màn trình diễn đỉnh cao trước Tottenham Hotspur đủ để thuyết phục rằng anh vẫn đang là thủ môn top đầu của giải ngoại hạng, nhưng vẫn chẳng thể che giấu một sự thật: De Gea chơi rất bất ổn cùng hàng phòng ngự trước mặt. Alisson Becker tại Liverpool và Ederson của Manchester City đều tỏ ra vững chãi hơn suy suốt mùa giải qua từng trận đấu. Hãy nhìn sâu hơn vào những con số thống kê bằng cách phân loại những cú sút mà một thủ môn phải đối mặt, vị trí thực hiện cú sút và vị trí bóng bay về phía cầu môn. Opta có thể xác định khả năng những cú sút đó trở thành bàn thắng expected goal, bàn thắng kỳ vọng, được dựa trên hàng ngàn bức ảnh từ vệ tinh. Những phân tích đó đã phản ánh những nỗ lực chưa trọn vẹn của De Gea trong mùa giải này. Dựa theo những tính toán trên, con số chỉ ra rằng trung bình David De Gea sẽ chỉ phải vào lưới nhặt bóng từ 46 đến 47 lần suốt mùa giải Premier League. Nhưng thực tế, thủ thành người Tây Ban Nha đã để lọt lưới đến 50 lần tính đến trước vòng đấu 36, nhiều hơn bất kỳ ai trong số top 3 thủ môn tốt nhất mùa giải và kỷ lục bàn thua của United trong vòng 40 năm. Phân tích tương tự cho thấy Alisson Becker đã cứu cho Liverpool 5 bàn thua trong mùa này. Con số 5 cũng là thành tích cản phá ấn tượng của đội trưởng Tottenham Hotspur Hugo Lloris, một phần nhờ những tình huống cản phá phạt nền cực kỳ tốt của thủ thành người Pháp. Ederson cũng cản phá hơn một bàn thua so với chỉ số kỳ vọng. Chỉ có David De Gea là ngoại lệ và Man United đã phải trả giá rất nhiều. Điều gây sốc khác về những thống kê này là David De Gea hiếm khi nào chơi mạo hiểm ở vị trí của anh. Còn như Alisson đã chủ quan dùng chân chơi bóng và ngay lập tức thủ thành người Brazil đã phải chịu một bàn thua trước Leicester hồi đầu mùa giải. De Gea không làm như vậy và cũng không liều lĩnh bước ra khỏi vòng cấm của mình. Opta ghi lại số lần các thủ môn lao ra ngoài khung thành tổ chức những pha đánh chặn, hòng cắt đứt những đường chuyền đột phá của đối thủ với vai trò như một sweeper keeper, thủ môn quét. Những người gác đền số 1 của ba đội bóng dẫn đầu Premier League đều thực hiện ít nhất 16 lần cản phá từ xa chính xác trong mùa giải 2018-2019, trong khi con số này của De Gea chỉ là 2. Điều này mặt khác là cho thấy sự khôn ngoan của De Gea và cũng bởi lối đá riêng của từng đội bóng. Pep Guardiola ưu tiên một thủ thành có thể chơi chân tốt bởi ông muốn xây dựng lối chơi và sự gắn kết của cả tập thể ngay nơi hàng thủ. Tương tự như vậy, Mauricio Pochettino đánh giá cao sự chủ động dâng lên của đội trưởng Hugo Lloris bởi điều đó cho phép Tottenham có thể chơi bóng với một hàng phòng ngự dâng cao. Bóng đá hiện đại là vậy, luôn đặt nặng tính chiến thuật và sự thích nghi của mọi cầu thủ. Nhưng nếu xét về cách truyền thống rằng sự xuất sắc của một thủ môn được xác định bằng cách chặn lại những cú sút mang tính đột biến, thì phải công nhận De Gea là người giỏi nhất trong lĩnh vực này.
nhưng đó là chuyện của quá khứ. Nhưng con số thống kê lần này vẫn không ủng hộ thủ môn của Man U Tết. David De Gea vẫn không thể làm tốt điều đã giúp anh trở nên xuất sắc. Thực tế, anh đã phải đón nhận số bàn thua từ những cú sút xa nhiều hơn cả 3 đối thủ của mình cộng lại với 8 lần tính đến trước vòng đấu 36, và việc anh bị loại khỏi đội hình tiêu biểu do PFA bình chọn sau nhiều năm cũng không quá khó hiểu. Tại sao David De Gea lại đánh rơi phong độ thê thảm như vậy? Có nhiều lý giải cho việc này. Đầu tiên, phải là sự yếu kém ở mặt trận phòng ngự ngay trước mặt thủ môn người Tây Ban Nha. Từ nhiều năm, chất lượng hàng thủ của Manchester United đều bị đánh giá rất thấp. Nhưng nhờ sự xuất sắc của người mang áo số 1 mà đội chủ sân Old Trafford ít ra vẫn không phải là rổ đựng bóng của các đối thủ. Cho đến mùa giải năm nay, việc thi đấu ngày càng bết bát và công tác chuẩn bị thể lực từ đầu mùa có vấn đề đã khiến Quỷ Đỏ liên tục chịu cay đắng. Cựu thủ quân của Man United, huyền thoại Roy Keane, đã chỉ trích Luke Shaw đã không thể bắt bài được tình huống Bernardo Silva ghi bàn mở tỷ số trước khi Gary Neville nhắc đến De Gea. Thất bại trong việc ngăn chặn bóng rơi vào vùng nguy hiểm có thể giải thích vì sao De Gea lại phải đối mặt với nhiều cú sút từ ngoài vòng cấm ở mùa giải này hơn bất kỳ thủ môn nào khác ở Premier League. Cũng có ý kiến cho rằng những điều khoản chưa thống nhất trong hợp đồng đã ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của anh. Như lời Gary Neville đã chỉ ra vào cuối tuần trước, De Gea ít nhiều bị sao lãng trước khi chứng kiến một người khác ít đóng góp hơn, dính nhiều chấn thương và thi đấu tệ hại hơn lại được hưởng lương cao ngất ngưỡng. Ngược lại, khi chừng đó đóng góp của De Gea trong nhiều năm lại không được đánh giá cao bằng anh ta. Có quá nhiều thứ khiến Ole Gunnar Solskjaer phải đau đầu cho mùa hè này cùng với Manchester United. Và dù cho phong độ của De Gea có ra sao đi nữa, thì thủ môn người Tây Ban Nha vẫn là một mảnh ghép quan trọng trong khung gỗ. Điều này giúp chiến lược gia người Na Uy yên tâm phần nào để tập trung giải quyết những vấn đề khác. Đó là lý do tại sao Solskjaer luôn bảo vệ De Gea trước những chỉ trích. Tôi nghĩ David vẫn có những pha cứu thua tốt ở trận này, ông phát biểu trong cuộc họp báo sau trận derby Manchester. Cậu ấy vẫn là một tiêu chuẩn cao so với thủ môn thời này và luôn chăm chỉ tập luyện. Khi chúng tôi trải qua khoảng thời gian như thế này, toàn đội cần phải gắn bó với nhau, chiến đấu hết sức mỗi lần bước ra đường hầm. Chiến đấu hết sức mỗi khi bước ra đường hầm và phải tiếp tục làm việc. Dù nói vậy, nhưng Solskjaer chắc chắn nhìn ra được sự phập phù của David De Gea. Điều này cần được khắc phục càng sớm càng tốt trước khi nó trở thành một hội chứng không đáng có tại Old Trafford. Bởi những gì trong quá khứ mà De Gea thể hiện là rất đáng nể phục. Chưa kể trước đây, còn có bước đi của những huyền thoại như Peter Schmeichel hay Edwin van der Sar. Đáng buồn thay, David De Gea bây giờ lại ngồi chung mâm với những Phil Jones hay Chris Smalling, là minh họa cho sự thảm hại của hàng phòng ngự Manchester United ngay giữa thời điểm khó khăn nhất.